Đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng cần có những giải pháp để hạn chế những áp lực lên trái đất và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Để có những giải pháp hiệu quả, cần phải có sự vào cuộc của các doanh nghiệp. Trong năm nay, nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học đã được động thổ. Đây là nhà máy sản xuất nguyên liệu xanh đầu tiên tại Đông Nam Á, nằm trong danh mục dự án công nghệ cao được ưu tiên đầu tư. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ đáp ứng 100% nguyên liệu của chủ đầu tư, đồng thời phục vụ mục tiêu xuất khẩu quốc tế. Đây là một trong những thay đổi giúp doanh nghiệp này tăng lợi thế cạnh tranh và hướng tới xu hướng tiêu dùng bền vững. Trước đây khi mà chúng tôi sản xuất ra các thành phẩm xanh thì phần lớn các nguyên liệu đều phải nhập khẩu từ Đức. Và việc đó làm cho cái thành phẩm cuối cùng, giá thành phẩm cuối cùng của chúng tôi thường bị cao hơn và mất đi sự cạnh tranh. Đấy, thì nhận thức được điều đó nên chúng tôi đã đầu tư vào công nghệ và để có thể là xây dựng được nhà máy chủ động được nguyên liệu tại Việt Nam. Điều đấy sẽ giúp cho chúng tôi giảm được từ 20 đến 30% cái giá thành của nguyên vật liệu đầu vào và từ đó sẽ làm giảm được cái giá thành của cái sản phẩm xanh. Sở dĩ doanh nghiệp này sẵn sàng đầu tư 120 triệu đô la Mỹ cho hệ thống nhà máy này là do xu hướng tiêu dùng xanh của người dân Việt Nam đã chuyển biến. Xu thế này dẫn đến sự ra đời của Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam, EPMA, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, nâng cao nhận thức xã hội trong các vấn đề bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của đất nước. Tới đây thì Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ ban hành cái tiêu chí về nhãn xanh. Thế thì Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường sẽ trực tiếp phối hợp và tư vấn cũng như là tham mưu với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường trong cái việc xây dựng các cái tiêu chí về nhãn xanh như thế nào. Thế nào thì được gọi là sản phẩm và dán nhãn xanh, tức là sản phẩm thân thiện với môi trường. Chúng tôi cũng sẽ tập hợp các ý kiến của hội viên để có thể kiến nghị tham mưu với các cơ quan đảng, nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính hay Bộ Tài nguyên Môi trường trong việc ban hành các cái chính sách dành cho các cái nhà sản xuất mà đang tham gia trong lĩnh vực sản phẩm thân thiện môi trường. Thì bên cạnh đó thì sẽ mở rộng hợp tác quốc tế. Đầu tư công nghệ, xây dựng hiệp hội các doanh nghiệp tận dụng sức mạnh để sản xuất xanh đang trở thành một trong những mô hình được nhiều doanh nghiệp hướng tới. Đây là mắt xích quan trọng giúp Việt Nam hướng tới một nền kinh tế xanh và bền vững.